Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Hà My Vlog. Và hôm nay mình sẽ làm món bánh chuối hấp nha. Ở đây thì có 400g bột năng, một tô nước dừa và một ít bột nghệ, nửa chén đường và khoảng 15 trái chuối sim nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lột bỏ vỏ chuối nha. Và bây giờ chuối cũng đã lột xong, bây giờ chúng ta sẽ đi cắt nha. Chúng ta cắt khoanh nhỏ như vậy là được nha cả nhà. Và như vậy mình đã cắt chuối xong rồi nè cả nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ thêm một ít muối vào chuối nha. Và một muỗng canh đường nha. Chúng ta bỏ một muỗng canh đầy luôn nha. Sau khi bỏ đường xong thì chúng ta sẽ trộn lại cho nó thấm đều vào chuối nha. Sau khi chúng ta trộn cho nó đều rồi thì chúng ta để ở đó khoảng 10 phút. Và chúng ta sẽ đi pha bột năng nha cả nhà. Mình sẽ bỏ bột năng vào tô lớn. Và chúng ta sẽ bỏ nước vào nha.
Chúng ta đổ nước từ từ thôi nha cả nhà. Chúng ta trộn đến khi nào mà bột nó tan hết ra thì được nha. Và bột năng mình đã trộn xong. Bây giờ mình sẽ đi đổ bột năng vào chuối để chút nữa mình hấp bánh chuối nha. Chúng ta đổ bột năng vào chuối khi nào ngập ngập chuối là được nha. Chứ đừng có đổ nhiều quá, nó sẽ không ngon. Và sau khi chúng ta bỏ bột năng vào chuối rồi thì chúng ta sẽ bỏ một ít bột nghệ nữa nha cả nhà. Chúng ta chỉ bỏ một ít thôi nha. Và chúng ta sẽ quậy cho nó tan ra. Chúng ta bỏ bột nghệ vào để cho cái bánh có màu sắc nó bắt mắt và đẹp nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà. Bây giờ chuối của mình cũng đã trộn xong rồi đó cả nhà. Thì chúng ta sẽ tha dầu vào sẵn để chúng ta lót bịch lên để chúng ta hấp bánh nha. Chúng ta tha dầu và lót bịch như vậy thì chút xíu cái bánh của mình hấp chín á, nó rất là dễ lấy nha. Mình tha dầu như vậy là được nha cả nhà. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu múc chuối vào để mình hấp nha. Và sau khi chúng ta bỏ chuối vào sửng xong á, thì chúng ta sẽ bắt nồi hấp lên và để cho nó có hơi nóng nha. Thì chúng ta sẽ bỏ chuối vào hấp. Chúng ta hấp khoảng 30 phút nha cả nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thắng nước cốt dừa nha. Và ở đây thì mình chỉ sử dụng khoảng một muỗng bột năng và chúng ta sẽ đổ nước vào, chúng ta quậy cho nó tan ra. Và sau khi chúng ta quậy tan ra rồi thì chúng ta sẽ đổ vào nước cốt dừa nha. Chúng ta đổ từ từ thôi nha cả nhà. Chúng ta sẽ đổ khi nào nước cốt dừa của mình sánh đặc lại là được. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ
khoảng 1/3 muỗng muối. Và sau khi bỏ muối xong thì chúng ta sẽ bỏ đường vào nha. Ở đây mình sử dụng khoảng 3 muỗng đường đó cả nhà. Và chúng ta sẽ quậy cho nó tan ra. Và như vậy là phần nước cốt dừa của mình cũng đã nấu xong. Nước cốt dừa mình nấu đừng có sánh quá, đừng có đặc quá, nó sẽ không ngon nha. Vừa vừa như vậy là được nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lấy bánh nha cả nhà. Wow, bánh nhìn rất là đẹp, nhìn rất là ngon nha cả nhà. Màu sắc rất là bắt mắt luôn. Và bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra nha. Và chúng ta sẽ lấy tâm để thử coi bánh chín hay chưa nha. Khi nào bánh không dính tâm là bánh đã chín nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa. Bánh nhìn rất là ngon nha cả nhà. Rất là dai luôn. Và như vậy bánh chuối hấp của mình đã hoàn thành rồi đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà ở video lần sau nha. Bye bye cả nhà.